chào quý vị khán thính giả, đây là chương trình Y khoa và đời sống. Kính thưa quý vị, qua sự góp mặt chương trình của những vị khách mời, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin và kiến thức căn bản của y khoa nhằm mục đích phục vụ đời sống của chúng ta. Hôm nay hân hạnh có bác sĩ nội khoa Đồng Sĩ Hoàng với chúng ta. Xin mời bác sĩ Hoàng gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng. Kính thưa quý vị, hôm nay đề tài bác sĩ Hoàng và Hạnh chọn ra đó là viêm gan A, B và C. Thưa quý vị, thì thưa bác sĩ có thể chia sẻ hay là nói một chút chi tiết cho quý vị khán thính giả về ba cái loại khác nhau không thưa bác sĩ? Kính chào quý vị khán giả, và chúng tôi chọn đề tài này là cũng về một vấn đề là tại vì cộng đồng Việt Nam và những người Việt ở trên Việt Nam có rất là nhiều bị viêm gan, và phần nhiều là bị viêm gan, thứ nhất là viêm gan B. Thì nói chung thì chúng tôi muốn rằng là quý vị chú ý đến sức khỏe của mình, và để có thể đi, một là đi khám bệnh, và thứ hai là đi có thể ngừa bệnh được, tại vì đừng có trở nên cho đến lúc nó quá trễ. Thì lúc đó có trẻ nó tạo ra mấy vấn đề khác như là xơ gan hay là ung thư gan chẳng hạn. Thì theo cụ Hạnh nói á, thì là A, B nó có ba, có nhiều loại A, B, C, D và E nữa, nhưng nói chung thì là phần nhiều chúng tôi muốn chú ý tới là A, B và C. Tại vì thì A và B thì chúng tôi có thể ngừa được bằng có thể có chích ngừa, thì C thì chưa có ngừa. Và theo hình như Hạnh muốn hỏi rằng là thí dụ như A thì thưa bác sĩ là thí dụ trước hết A là làm sao mà bị nhiễm viêm A? Phần nhiều A thì là nó bằng phần nhiều là bằng đi qua đường to, bằng ăn uống đúng vậy. Thì là nếu mà người nấu ăn trong phần nhiều đi ăn ở ngoài á, ở bên Việt Nam thì nhiều á, thì rằng là họ không có rửa tay hay không gì sạch sẽ á, thì có thể chuyển qua được chuyển qua cái vấn đề đó. Nếu họ bị viêm A mình ăn vô thì là mình sẽ có thể bị bệnh. Thì nếu như kiểu như vậy, giống như á, nếu như mà Hạnh bị bệnh thì Hạnh uống cái ly nước đó, rồi một người bạn cùng uống cái ly nước đó của Hạnh, thì họ có thể bị nhiễm luôn phải không thưa bác sĩ? Không, nó phải đi theo cái đường như vậy, nó phải đi đường là văn hóa, là bằng cái như đi theo đường về phân chẳng hạn. Nếu người ta đi tiêu hóa chẳng hạn, mà người ta không đi, người nấu ăn đi ăn tiêu hóa, nhưng mà họ không rửa tay hay không rửa tay sạch sẽ rồi gì đó, thì là sau đó thì họ đi nấu ăn cho người khác, thì những người nào ăn có nghĩa là không có vệ sinh, rồi còn cái đường B và C thưa bác sĩ thì đường, nó lây như thế nào? Đường B và C thì phần nhiều B thì nó qua về đường máu. Thì nếu như những người một thì là mẹ truyền cho con chẳng hạn, có thể cũng có về vấn đề như vậy. Thứ hai thì B thì cũng có truyền về sự văn hóa cũng có, và trên theo đường vấn đề ăn uống cũng có, nhưng phần nhiều là máu hơn. Hay là thứ ba nữa là nếu mà những người chích thuốc thì vậy đó, mà không có những người nào mà không có thầy kim, không thầy kim đúng vậy. Nhưng mà hồi xưa thì là phần nhiều từ lúc khi trước giải phóng hay trong thời kỳ đó thì lúc đó thì mới có những người mới bị viêm chẳng hạn qua đường truyền máu chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì ở bên Việt Nam á, thì họ cũng đã thử về những cái truyền máu rồi, thì họ không có thể ít khi có hơn. Nhưng mà hồi xưa thì có thể mà đi thì có thể họ không có thử máu và không có thể mà thì mà mình nhận truyền nên mình nhận truyền máu cho người khác chẳng hạn. Hay là những người bị bệnh giống như là đi dialysis, lọc máu chẳng hạn, đúng vậy, phải tính về cái thận của mình không tốt mà đi lọc máu á, thì họ sẽ có thể truyền qua những vấn đề như vậy. Nhưng mà nói chung rằng là bây giờ thì thời đại đã thay đổi rất là nhiều, thì bây giờ y khoa họ đã thử máu về những người nào có như truyền máu á, thì họ đã thử coi có bị viêm hay không. Nên nếu không bị viêm thì họ không có dùng cái loại máu như vậy. Nếu mà họ bị viêm là họ đã loại ra những cái đúng đó. Vậy nên nếu bây giờ mình dùng máu thì cũng không có lo lắm về nhiều phần nhiều. Còn loại C thưa bác sĩ? Thì loại C thì phần nhiều hơn là về máu. Về cái đường máu, giống như phần nhiều á, thì bên Mỹ thì C nhiều hơn so sánh ở bên Việt Nam. Tại phần nhiều tại vì họ những người dùng như là dùng kim chẳng hạn, dùng xì ke chẳng hạn, thì dùng bằng kim thì họ chuyển không thay kim với nhau, thì họ có thể chuyển về C. Rồi C thì có thể từ mẹ qua con luôn không đúng, thưa bác sĩ? Mẹ cũng có qua con. Cảm ơn bác sĩ. Thì thưa bác sĩ là
đó là giữa A, B và C. Nhưng mà cái triệu chứng, thí dụ làm sao mà mình biết là mình đã nhiễm cái con siêu vi khuẩn này thưa bác sĩ? Cái vi khuẩn này phần nhiều thì là nếu mà phần nhiều anh bị nhiễm A thì là nếu mà có thể họ mà nặng á thì họ có thể là cảm như là sốt, bị đau bụng chẳng hạn, rồi có thể mình nếu mà nặng quá thì mình có thể mình thấy da mình vàng hay là mắt của mình vàng hay chẳng hạn. Nhưng phần nhiều A thì không có, họ có nhiều người họ nhiễm rồi họ khi nào họ cũng không biết, tại vì họ tự cái nó không có nặng, nó nhẹ, họ tự chống lại được cái vi khuẩn đó và họ nên nó không có sao cả, thì là một trang thì nó sẽ tự hết, yeah. Nhưng mà nó chung A thì là nếu mà nó không hết á, thì nó sẽ trở thành nặng á, thì nó nặng, rất là nặng lắm. Và có những người nào rất là nặng á, thì có thể bị phải đi thay gan. Cái đó là rất là nặng. Rất là nặng, đúng vậy. Thì nếu như mà những cái người mà có cơ thể, cái đề kháng nó yếu á, thì họ sẽ cảm thấy là có bị sốt, đúng không? Cảm thấy mệt mỏi, ơ ải. Thì những lúc đó thì họ tới bác sĩ và xin bác sĩ kiểm tra, phải không thưa bác sĩ? Cái đó thì cũng đúng, nhưng mà vẫn nhiều thì giống như thật khó thì cũng có sốt, và có thể nhiều lý do sốt giống như mình bị nó cái cảm chứng như là giống như bị cảm bình thường vậy thôi. Nếu mình có nhiều người mình tưởng là mình chỉ bị cảm vậy thôi, không có lo gì, đúng là cái đó là rất khó chuẩn, tại vì có thể bị cảm về bình thường, cảm cúm vậy thôi, cứ nhưng mà có thể bị viêm, nếu bị đau bụng hay là bị có vấn đề khác chẳng hạn, để tiêu chảy, đau bụng, bị mắt trở thấy vàng hay da trở vàng thì tất nhiên phải đi khám bác sĩ. Dạ xin cảm ơn bác sĩ. Còn triệu chứng của B với C nó có tương tự không thưa bác sĩ? Phần nhiều thì B và C thì không. Tại vì tại mình nói chung thì cũng giống như vậy, lúc nếu bị thì nó cũng cảm giống nhẹ nhàng, ví dụ bị cảm cúm vậy thôi thì khó mà đoán được. Nên rồi sau này nó cứ nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Thì có những người có thể đề kháng lại được. Thì họ có thể là mình không có thể biết khi nào mình có thể bị như thế nào nữa, nên có lúc là họ đề kháng là được, nhưng có những người lại không có đề kháng được, và họ có thể bị C nhưng mà họ không biết họ có đang bị C rồi, nên họ không có triệu chứng gì cả cho lúc cho đến cho thời kỳ rất là xấu, thì chẳng hạn như họ đã bị xơ gan hay là bị ung thư gan rồi á, thì lúc đó thì nó là tạo ra quá xấu thì lúc đó mới biết được. Dạ cảm ơn bác sĩ. Vậy là nếu mà những cái giai đoạn sớm á, thì chúng ta không có cách nào mà để chuẩn đoán hay là đi để giúp chúng ta phòng ngừa hay bác sĩ? Nó có, nhưng nếu bằng cách là phải đi khám thôi, phải đi thử. Nếu những người chẳng hạn như là đã nhận truyền máu, hay những người đã hay là đi có hồi trước đã có dùng kim bằng cách với người khác hay sao, kim chích ngừa là cái gì mà không dính dáng đến kim không? Chưa chắc gì, tại vì thời đại bây giờ thì chích ngừa thì ai cũng có chích nhiều, và họ tự thay đổi kim thì cũng nhiều rồi. Ý Hạnh nói là lỡ nhưng mà mười mấy năm trước họ chích, nhưng mà lỡ họ bị rồi mười mấy không mà có ai có thể nhớ được cái mười mấy năm trước họ chích hay không. Nếu mà trong mười mấy năm trước họ đi truyền máu hay chẳng hạn hay cái gì đó, họ nhận được máu gì đó, thì có thể mình có thể nên thì bằng cách là đi thử thôi. Và thì vấn đề là chúng tôi muốn quý vị là đi thử máu, là đi coi mình có bị viêm B hay C hay không. Tại phần nhiều người Việt á, có bị B mà họ không biết, cho đến thời gian để họ trở thành nặng rồi, sau trễ rồi đã bị ung thư gan rồi hay bị xơ gan rồi, thì lúc đó quá trễ. Thì thưa bác sĩ, nói tóm lại ở đây á, là bây giờ chúng ta nên đi thử máu, chỉ có một cách duy nhất là tới ông bác sĩ mới và nói là cho tôi thử coi tôi có bị nhiễm vi khuẩn A, B hay C không. Đúng vậy. Những người quý vị ở bên Việt Nam thì chúng tôi xin họ đi thử máu, và nói chung là đi thử máu là chuyện tốt nhất, và chắc chắn có mình có bị viêm gan B hay không. Tại phần nhiều người ta có bị viêm gan B. Và thì nếu như thưa bác sĩ, nếu như mà để giống như không biết cái này, tại vì không phải là không chữa trị mà bởi vì không có biết á, thì để lâu quá, nếu mà quá lâu thì những cái hậu quả nó ra sao thưa bác sĩ? Thì giống như hồi nãy chúng tôi cũng đã nói rằng là nó bị như là một là trở lên bị ung thư. Thì ung thư thì nói chung thì có thể có không thể có triệu chứng gì cho lúc cho đến nó trở thành xấu, thì mình có thể là bị giống như là xơ gan hay là bị viêm, bị mắt của mình cho màu, rồi mình bụng của mình sưng lên, hay là có như nó có triệu chứng rồi mình mất đi rất là nhiều cân chẳng hạn, thì lúc đó thì quá trễ thì cũng hơi trễ. Nên chúng tôi muốn rằng là nếu mình điều trị trước B á, hay là mình biết mình B á, thì mình có thể đi thử nghiệm rồi mình coi có thể có bị ung thư hay không. Nếu mình chịu ung thư á, thì mình chữa trị sớm á, thì lúc đó thì có thể có cơ hội.
Còn nếu càng trễ thì càng hơi sẽ khó. Sẽ gây đến tử vong phải không thưa bác sĩ? Đúng vậy. Tại vì trong trong bên Mỹ á, thì nếu mà bị ung thư gan á, thì nếu mà tùy theo nếu còn nhỏ hay hay là lớn, nếu còn nhỏ thì họ có thể thay gan được. Thì họ có thì có thể là chữa được về vấn đề đó. Đó, hành tính hỏi đó là cơ hội thay gan đúng không? Tại vì đây là một cái bộ phận mà có thể thay thế vô. Thì nếu như vậy cái cơ hội mà khi mà cái gan của mình coi như là đã hư hại rồi rồi thì thay gan cái cơ hội cái xác suất mà kiếm được một cái lá gan phù hợp á là đã một phần khó khăn đúng không? Cái thứ nhì mà là thay gan mà cái cơ hội cơ thể mình nó chấp nhận là một cái khó khăn khác nữa không thưa bác sĩ? Đúng vậy. Nhưng mà cái đó là chuyện về về thay gan và cái đó là một tiêu đề khác nữa. Nhưng mà vấn đề rằng là nếu có thể chữa được, tùy theo nếu mình biết còn sớm mà lúc nó đang còn nhỏ thì có thể thay gan được. Nếu còn không thì quá trẻ quá lớn rồi thì tự nhiên dù thay cũng không có. cũng họ không bao giờ thay nếu nó quá bự. Dạ xin cảm ơn bác sĩ. Thì thưa bác sĩ là trong đây á, cái này á, là có thể nói là có thuốc để chữa trị không? Đúng vậy. Thì bây giờ thì tôi cho quý vị một cái tôi là bác sĩ nội khoa thì tôi cho quý vị một ví dụ đi. Chẳng hạn tôi có một người bệnh viện, một người bệnh nhân, họ ông này cũng trẻ, cũng năm mươi mấy tuổi thôi, cũng qua Mỹ cũng lâu rồi, từ lúc năm 1975 thì phải. Thì ông rằng là ông sống bình thường không có gì cả, nhưng có một ngày ông vô bệnh viện tại vì ông cảm thấy hơi bị đau bụng và da cũng mang hơi vàng. Thì ông vô bệnh viện ông khám qua tại sao cứ bị đau bụng hoài. Thì lúc vô khám á, thì làm cắt lớp xong rồi thì mới biết rằng là ông bị ung thư. Và ung thư gan, mà ung thư vì nó rất là nó bự, nó kiểu như chắc qua là thời gian đoạn 3 đoạn 4 rồi. Yeah, tại vì nó đã nằm trong thời gian lúc nó bự hết tất cả nó lá gan hơn. Wow. Rồi thì lúc đó thì ông vẫn bình thường thôi, không có gì cả, nhưng mà ông cũng bị viêm gan B. Yeah. Nhưng mà ông chờ chưa đến nay ông không biết là ông bị viêm gan B. Thì tới lúc nó ung thư như vậy thì cũng hơi quá trẻ. Nên lý do tại sao lại tôi muốn, nếu mình biết trước thì mình có thể ngừa trước được. Dạ đúng. Cho nên thưa quý vị, nếu như quý vị suy nghĩ hay là có cần thì nên đi khám bác sĩ và xin bác sĩ cho thử máu để coi quý vị có bị viêm gan không thưa quý vị. Xem coi có bị là A, B hoặc là C. Tại vì những cái này nếu mà biết trước có thể ngăn ngừa được trước và chữa trị được. Và thưa bác sĩ, nếu như mà đã bị rồi, đi bác sĩ thử máu rồi chẩn đoán là bị, thì có cái thuốc để uống phải không? Có thuốc uống. Yeah. Và có điều trị, nhưng mà điều trị không phải thuốc như giống bình thường, nó sẽ điều trị một thời gian. Nên cái này cũng là nếu vấn đề nhiệm vụ giống như là xe chẳng hạn thì có thể điều trị tới một năm trời lận. Nhưng mà nó có thể có tai quấn khác nên mình phải đi khám với bác sĩ chuyên về những chữa bệnh viêm gan rồi nói chuyện với họ rồi khám với họ để họ sẽ điều trị cho. Nhưng có thuốc có thể uống được và có thể chữa được. Xin cảm ơn bác sĩ. Rồi đó là những người bây giờ mình có cách nào để phòng ngừa không thưa bác sĩ? Phòng ngừa thì có. Thì giống như chẳng hạn như là đi, nếu mình biết là mình không có nếu mình đang sống ở trên Việt Nam á, thì tôi muốn quý vị là đi chích ngừa. Thế giờ cái điều là phòng ngừa tốt nhất là bằng cách đi chích ngừa. Thì là nhưng mà cái vấn đề bây giờ thì chúng tôi chỉ có chích ngừa được là A và B thôi, nhưng C thì chưa có. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, xin quý vị vẫn giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau chương trình thương mại của đài.